Xin chào toàn thể các bác, hôm nay em giới thiệu với các bác là phụ kiện âm thanh, đó là dây jack tín hiệu rất cắm ca lông, dòng hơi bị chuyên nghiệp luôn. Đây thì em lấy luôn cả một đống này nha. Đây, đây là jack này, là jack cắm new trick, cắm hai đầu cắm vào nhau, hay còn gọi là cắm vang dậy. Đấy, thì là các bác nào ôm số nào? Đấy, đây là jack cắm new trick và cấu tạo của nó đây. Các bác xem luôn cấu tạo, đây là cấu tạo của chiếc dây này. Dây được làm rất là chi tiết tỉ mỉ. Rất là chi tiết tỉ mỉ. Lấy cầu con số với nhau phát đi. Rất là chi tiết tỉ mỉ. Dây này thì khuyên dùng các bác là chuyên lắp vào trong phòng VIP karaoke chuyên nghiệp. Hoặc là các bác sử dụng ngoài trời cũng được, ok, không sao cả. Nó cắm rất là chắc chắn. Dây có một chân gì đó nó rất là xịn tại đây này. Thì dây này hiện tại bên em đang bán vào một đôi, thì tính là một đôi đi. Một đôi là 150, một đôi bán lẻ 150 một đôi các bác nhé. Đấy. Một đôi là có hai sợi. Đấy. Hai đầu nọ và hai đầu kia. Đấy. Ví dụ hai đầu nọ và hai đầu kia như này. Đây là một đôi, em bán 150, 70.000 một sợi. Các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp nhé. Giá này em đã bao gồm bao cưỡng rồi. Đấy, số lượng cũng giá vẫn vậy thôi. Lãi được ít lắm. Lãi được có hơn chục nghìn ít thôi. Đó, đây là cái phần dây tín hiệu cao cấp. Bây giờ đến cái phần dây ngoan, dây ma đây. Đây. Đây là dây cắm từ canon, cắm từ vang xuống âm ly. Một đầu cắm vang, một đầu cắm xuống âm ly. Thì dây này nó sẽ rẻ hơn là 60.000 một sợi. Hai sợi là 120. Đấy. Dây xịn hết các bác nhìn này. Đấy, một đầu là canon, một đầu là da AV. Đấy, cho các bác sử dụng. Em có thêm cả dây cắm điện thoại, dây cắm điện thoại, dây trôm xe, trôm cáp, rất là nhiều mẫu. Em sẽ báo giá sau các bác nhé. Đây là giới thiệu các bác là dây danh tín hiệu như này đấy. Các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp với số điện thoại dưới phần mô tả các bác nhé. Ok, hẹn các bác bên sau vậy.